Trà My kính mời quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa không phải là những tổ chức chính trị duy nhất tại Mỹ. Nhưng cả hai đảng lại được đa số dân Mỹ đồng hóa với mình và quyết định chọn lựa. Video phóng sự sau đây sẽ giải thích về quá trình và lập trường của Đảng Cộng Hòa cũng như Đảng Dân Chủ tại Mỹ. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là những lực lượng áp đảo tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Hai đảng này thay nhau làm chủ ngành hạch pháp và lập pháp Hoa Kỳ trong 150 năm trở lại đây. Cả hai đảng đã ra đời từ những năm cuối cùng của thế kỷ thứ 18, chẳng bao lâu sau khi nước Mỹ thành lập. Qua đến giữa thế kỷ 19, cả hai đều trở thành những đảng chính như ngày nay. Trong thế kỷ thứ 20, mỗi đảng có một tổng thống đại diện cho cương lĩnh của đảng. Phía Cộng Hòa có ông Ronald Reagan làm tổng thống năm 1980. Ông đưa ra những chính sách mà đảng vẫn còn đeo đuổi, theo như giải thích của ông Sean Spicer. Đảng Cộng Hòa chủ trương chính phủ hạn chế, giảm thuế, kinh doanh tự do và thường ủng hộ một chương trình xã hội có tính cách bảo thủ rõ rệt. Nhân vật tiêu biểu cho Đảng Dân Chủ là Tổng thống Franklin Roosevelt. Ông làm Tổng thống năm 1933 khi khủng hoảng kinh tế ở cao điểm. Ông phát động chính sách kinh tế mới, trong đó chính phủ giữ vai trò quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ giai cấp công nhân. Bà Melanie Russell là phát ngôn viên của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ cố gắng giúp cho các công nhân thực hiện giấc mơ của người Mỹ bằng cách giúp cho họ mua nhà, cho con cái của họ vào học đại học, giúp những người già cả sống đời sống mà họ có thể tự xoay sở được. Đây mới thực sự là chuyện chính phủ phục vụ cho nhân dân. Hai đảng đều thu hút các thành phần xã hội, địa lý và sắc tộc khác nhau. Bà Russell nói, Đảng Dân Chủ phản ánh chủ trương của Tổng thống Roosevelt. Các nhóm cử tri chính yếu của chúng tôi là những người trẻ, phụ nữ, người gốc châu Phi, gốc châu Mỹ Latin. Chúng tôi là đảng của mọi người. Những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa là những người có xu hướng bảo vệ truyền thống, những người da trắng có quan điểm Kitô giáo bảo thủ. Trong quá khứ, Đảng Cộng Hòa được giới thượng lưu ưa chọn, nhưng kể từ khi có Tổng thống Reagan và trước đó là Tổng thống Nixon, cử tri thuộc giai cấp công nhân cũng ủng hộ và gia nhập Đảng Cộng Hòa. Phát ngôn viên Spicer nói, trong những năm cuối thế kỷ 20, có nhiều thành phần đa dạng gia nhập Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi bắt đầu thấy một ít chuyển đổi. Đảng Cộng Hòa của chúng tôi lớn mạnh thêm ở miền Nam và giảm xuống một ít tại vùng Đông Bắc. Hiện nay, đảng đang nỗ lực tiến về miền Trung Tây và thấy có tăng trưởng mạnh hơn tại các tiểu bang như New Mexico, Colorado và Nevada. Tổng thống Barack Obama, một đảng viên dân chủ, sẽ phải đối mặt với các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 tới đây. Đến với voatiengviet.com để xem các video tin tức và phóng sự, tương tác với độc giả khắp nơi, trực tiếp thảo luận trong tạp chí Thanh Niên, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google+, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều, thông tin để tiến bộ.